Vâng, quay trở lại với các bác thì hôm nay Khánh Dâu lại tiếp tục đem một mặt hàng mới nhất của 2019 mà Daiwa mới sản xuất được cho chúng ta. Đấy, thì mẫu này là mẫu Daiwa của hàng Việt Nam chính hãng 100%, sản xuất vào năm 2019 mới vừa rồi thôi. Em đã nhập được một số lượng ít thôi. Đấy, là con Daiwa như trước màn hình các bác đây, là con MGZ4000. Cực đẹp luôn. Em xem qua nhưng hôm nay em review thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, mã vạch từ Made in Việt Nam, chuẩn 100% luôn các bác nhé. Đấy, còn về thông số của nó thì con này 4000 nhưng mà vòng tua 5.3/1, trọng lượng là 395g, maximum cá là cũng là 6kg, đường kính tầm quay cũng là 95cm. Và con này nó rất là nhiều bạc đạn, là 5 bạc đạn luôn các bác nhé. Đây, thông số cước của nó là 0.37/270m và 0.32/240m và 0.35/190m. Cái 5 bạc đạn này nó đánh giá con máy này cực kỳ bon các bác nhé. Đây em xem, mở cho các bác xem luôn, không để các bác chờ lâu nữa thì đi vào phần chính thôi. Đó, đây máy của chúng ta hôm nay. Đó, các bác thấy chưa, em tháo túi bóng luôn ra nhé. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, với hai màu chủ đạo là màu đen và màu vàng cam. Đấy, em quay cận cảnh cho các bác xem này. Đấy, MGZ4000 các bác nhé. Mà con này nhé, thì các bác nhìn này, nó to như này. Nó to như này thì nó tương đương với khoảng 5.000 hoặc 6.000 của Shimano. Đấy, cái dòng Seola đấy, nó tương đương với tầm 6.000 của nó. Nhưng mà giá thành con này thì cực kỳ phải chăng luôn. Em đảm bảo bác là cực kỳ phải chăng luôn, giá bất ngờ luôn. Đây, bây giờ em sẽ lắp vào cho các bác xem luôn nhé. Made in Việt Nam các bác này. Made in Việt Nam, cối bánh răng và tay quay bằng kim loại. Chất liệu chân này thì nó là bằng hợp kim thôi. Nó cũng rất là chắc chắn rồi, đủ để chắc chắn rồi. Tại vì em bán rất là nhiều nhưng mà cái lỗi mà không may mà gãy cái chân này rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Đấy, cái thân máy, cối máy của nó này là kim loại. Và cái chỗ này nó được làm bằng cái sơn, nó không phải là bóng loáng, nó không bóng loáng như này, nó chỉ sần sần một chút nhìn nữa. Rất là máy. Đó, đây, tay quay của nó có chữ đai qua này, có biểu hiện, có biểu hiện, có logo của đai qua này các bác này, tay quay có logo của đai qua đây, quay thử cho các xem nhá. Đấy, 5 bi và vòng tua 5.3/1 thì nó bon như thế này các bác này. Đấy, nó rất là bon và trọng lượng của nó thì rất là thấp, là trọng lượng có 395g. Đây các bác này, đây 395g thôi. Con máy này có thể thích hợp cho các bác nào đánh lục này, đánh lục đầu cấn được mà xa tầm 3m thì em nghĩ là con này đánh thoải mái. Tải cá của nó là maximum là 6kg thì các bác lắp vào cần các bác thì các bác có lệ được con tầm 10kg thoải mái các bác. Đấy. Và hình thức thì rất là đẹp. Cái viền cối này, cái viền cối của nó có một chút màu vàng, tạo nên cho con máy nó một cái phần gì nó rất là tinh tế, rất là đáng đổ để bỏ đồng tiền ra để sở hữu cái máy này các bạn. Đó, đây là cái cối của nó này, logo Daiwa ở phần bên trong. Đó, đây là phần sau lớp cối, cũng là bánh răng kim loại và quay rất là bon. Em chỉ quay nhẹ thôi nhưng mà nó cũng rất là bon rồi. Đấy, rất là đẹp, có thể cho các bác đánh lục, đánh năng C, câu lua kiểu lua dòng cá. Các nhòng với các vượt, các vòn, các song ấy nó rất là thích. Đấy, nó rất là bon, mà dòng Daiwa này thì lua nó bền, cái dòng này, máy nó rất là bền. Đấy, và trọng lượng nó cũng rất là nhẹ thôi, nó không nặng lè quá để cho các bác còn phải vất vả khi mà quăng cần cả ngày. Đó, con này thì hiện tại bên em về chỉ có 4.000 thôi các bác nhá, 4.000 thôi. Và nó như hình như này, hôm nay em review thực tế mới về vì bán được một vài ngày thôi nhưng mà cũng review thực tế cho các bác xem luôn đấy. Đấy, để các bác ngắm luôn và nhìn thực tế luôn là cái dòng máy Daiwa 2019 này nó như thế nào. Và các bác yên tâm khi mua hàng thì các bác có kẻ kiểm tra hàng thoải mái luôn. Em làm ăn uy tín nên là các bác không phải lo vấn đề không được kiểm tra hàng đâu. Khách nào cũng được kiểm tra hàng như khách nào thôi. Đấy, nên các bác yên tâm nhá. Còn về giá con này thì các bác vui lòng thêm một bước nữa là truy cập vào website cancokr.vn giúp em nhé, hoặc là liên hệ trực tiếp với hotline của em trên màn hình, em ghi trên màn hình nhé. Đấy, và còn bác nào mà có muốn bình luận ý kiến hay là thắc mắc gì về cái máy này
bác hụt hoặc là các bác để lại số điện thoại, ngay lập tức sẽ có người bên em gọi cho các bác để giải thích các thắc mắc với bác nhé, các bác nhé. Đó, ok, thì hôm nay em muốn giới thiệu với các bác một con này, con máy này thôi. Ok, em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.